em rồi. Thông yêu đúng không? Tí nói chứ. Hơi nhiều lắm. Giờ cứ làm đi. Cái này nếu mà bé mà bị hăm ấy thì rửa cái này là cũng khỏi đấy. Rửa hàng ngày cho bé mà cái này là. Đâu, chị đang mặt cho con nhé. Chọn nước thì nó mới không lấy, còn lau này là đây. À đây, lau nào. Nó bị lau nhá, bị lau. Đấy, lau nhá. Khi đấy nó sẽ bị vàng khăn luôn đó. Đây, cái máy nó nạ này. Ồ, hay à? Nên cái cận má mà bé đang bị gần khỏi rồi đấy. Không khỏi rồi. Ngoan rồi, chọn kia đấy. Rồi, xinh thế. Chị nào ở chỗ này. Lên mặt bé cho xinh. Cái chỗ đấy nó bị, nên là chưa khỏi đấy. Khoảng độ mấy ngày nữa thì nó mới khỏi được. Thật ra là tắm cái đây rất là an tâm. Với mẹ cháu an tâm, cháu không bị nổi nốt nữa. Vì lần trước là do cháu uống thuốc nên nó bị nổi nhanh quá. Nên lúc nào trong nhà cũng phải sẵn.